Sim. Tchau. Bữa nay sẽ lại đi tiếp đây. Chưa gì phải không? Ăn lười. Sao thế nào? Ăn rồi. Giờ đi nhé. Chiều mùng 7 đến.
gì á? Chỉ là đầm tiền mà. Anh đây mà nghe anh rồi. Anh có chương trình. Mắt to tóc nhiều. Bọn ta hay định để hết mà thế. Trong mặt đi, lại bên nó phê một lần mến. Mm-hmm.